Zombie Apocalypse. Vâng, chào cả nhà nha. Trời Sài Gòn mưa quá. Mình ở chung cư mà may là ở chung cư của mình có nhiều người bán đồ ăn, rất là vui. Thì có chị này chỉ bán mít tố nữ ở dưới Cai Lệ Tiền Giang gửi lên nè mọi người. Thì mình mua hai trái này 1 ký 35.000. Lâu lắm rồi không được ăn mít tố nữ nha mọi người. Giờ mình buồn quá làm cái clip này mà mở mít tố nữ ra dĩa cho mọi người xem mít ngon không với lại có nhiều muối không nha. Mọi người theo dõi cho vui nha mọi người. Trời Sài Gòn âm u quá.